Vâng các bác ơi, em đang khui hộp cho tất cả các bác hai đôi bát 40 cho một bác khách, bác ấy về lắp loa kẹo kéo di động các bác. Đây là cái bát 40 của dòng BNC. Đấy. Trực tiếp thì em cắt đai cho tất cả các bác để các bác chơi cái dòng bát này. Dòng bát này các bác đánh bằng đẩy công suất nhá. Người ta đánh loa kéo nhưng đánh bằng đẩy công suất. Hai đôi các bác. Đây thì các bác cùng xem đây. Cái màng nó rất là đẹp. Màng nó được sơn dầu bóng, bóng này là chống nước nhá. Chống ẩm, chống nước, gân hai gân. Cái côn của bát này. Cái côn của bát này là côn 76. Còn cái chạm tiếp dây của cái bát thì nó sẽ luồn vào cái bát đây thì nó sẽ được bọc dây điện. Còn các loại khác có thể nó không bọc. Hàng này rất là kỹ, đẹp. Các bác nhìn đường kèo đánh rất đẹp đẹp luôn. Kẹp lỗ và kẹp tê thép trắng rất là đẹp. Các bác chốt mã cho em con bát này là 40 BNC nhá. Bát 40 BNC. Bát 40 là từ 109 côn 76 các bác. Các bác này, các bác mà đánh cái bát này thì tiếng lời của nó rất là tốt. Bát chắc lời sáng. Đánh các dòng côn 100 thì nó sẽ thiên về tiếng bát nhiều hơn. Nhưng mà lời thì nó sẽ kém hơn côn 76. Nếu các bác đánh cả bát cả lời thì đánh côn 76 thôi. Đấy, đây là bát 40 BNC. Thì các bác có nhu cầu quan tâm đến cái đôi bát này, có giá 2 triệu một đôi bao ship. Đây là bát 40, từ 109 côn 76. Hàng mới tinh, khui hộp, đẹp, chất lượng âm thanh hay và giá còn hợp lý cho tất cả các bác chơi nhá.